rồi. Đây là gọi là con có cái máu phong. Máu phong, máu phong đó là mới cùi hay là máu phong gì? Máu phong là hay ngứa, hay ngứa chứ không phải là phong này là hang sen nữa. Rồi thì sao? Rồi quý mấy năm nay con cứ như mấy cái latex con không có, mấy cái găng latex không được, phải găng cotton. Cotton mới được. Rồi mấy cái dĩa chén chứ phải đeo găng mà đấy, mà mỗi lần mình đeo cái găng nó vô đó thì cứ nửa tiếng sau là mình nhiều khi nó hầm á, cái và là cái nó ngứa. Mà làm nghề gì, làm nghề gì? Dạ, hồi đó mình làm secretary, mà bây giờ thì làm thuộc epicery, mình làm đủ thứ đó, legume, rồi cast, đủ thứ. Lúc mà ngứa đó nó có cái mục ngứa, ngứa cái nó nổi lên, cái nó ngứa. Dạ. Cái này là bị lành, cái này lành rồi đó. Lành rồi đó. Lành rồi đó. Chứ thường thường là nó có những cái lỗ này nè, dạ, dạ, nó có đó, những bọng nước này nè, dạ, mà lấy kim chích vô cái nặng ra đã lắm, đúng không? Đó, đó, đúng rồi. Mà nó chỉ có 2 bàn tay. Đúng rồi. Đó. Rồi đi bác sĩ allergolog, bác sĩ dermato với đó nói là bị stress, stress với lo lắng, stress, cũng xa đó rồi. Chị bị cái này là ở mùa nào? Mùa này. Đấy, đó, tôi có hỏi đàng hoàng. Dạ. Mùa đông thì nó mất hết. Với mình có cái déclenché nhất là lúc mà 2011 mẹ mất. Là 2011 rồi mẹ mất. Rồi cái bị một cái stress. Là cái stress, cái sốc mạnh. Sốc mạnh. Thì năm đó có ba cái địa sĩ. Rồi, được rồi. Thì mình lên đây là khỏi rồi nhé, thì mình cũng lo cho mình. Cái mình nghĩ là vì cái đó thì bây giờ nó cứ bệnh hoài, mà mình bán bao mình phải sửa lên kia, mình cứ xài đó, mình cứ bị hoài, cứ bực mình quá nên khó chịu lắm nha. Nhưng mà tôi có nói rõ cho chị nghe nè, thí dụ như mùa bắt đầu mùa hạ rồi mùa thu á, mà thu nó sẽ nặng nhiều hơn nữa, nhưng mà tới mùa đông thì nó giảm dần, đúng không? Dạ vâng. Đấy. Nên mà người ta cho mình creme, mấy cortisone thì nặng quá. Không, cortisone nó được, cortisone là bôi vô xong nó hết. Rồi vài bữa nó bùng nó lên, bùng phát lên nó còn nặng hơn. Ok, bây giờ cái điều này như vậy rất là đơn giản. Thứ nhất á, là bắt buộc á, là phải tốn tiền mua 2 cặp đá. Nè, một cặp đá là sẽ súp phê lạnh nóng để ở cái vùng gan. Cái một còn 2 cục đá nữa để ngăn lạnh. Và mỗi ngày á, là lấy cái tay ướp vô trong cái tay, trong cái nước đá đó. Thì nó gói như nãy thầy nói. No, cái này làm trực tiếp luôn. Nếu mà da là trực tiếp luôn. Thì một thời gian sau nó sẽ khỏi, không có bị lại nữa. Ok. Và thôi làm chứ cho lâu, cho nó đừng có bị trở lại nữa. Ok. Mà cái period nào, cái sáng, tối, chiều, muốn lúc nào làm được. Em lấy cục lạnh cho bên này làm chút xíu, mọi người sẽ thấy là nó giảm bớt như là tức lập tức. Nè, lấy 2 cục luôn nha chị, đừng ôm 2 cục. Nên bây giờ cứ phải bôi mấy cái creme cho nên mình không dám ăn như là cải pháo này nọ, mấy cái đồ nó không ăn nữa, tại vì sợ kiêng. Trước mắt là đừng ăn, chứ là khỏi cho hãy ăn. Dạ, vâng đó. Rồi năm sau á, tôi năm sau á là tôi lại đây á, gầm thì vô, cầm vô cho nó đã. Đó, rồi, nghe nó đã không? Trời đã ngứa lắm nha. Rồi không bao giờ nữa. Rồi, lại ngồi kia đi, rồi để trên cái bàn chứ đi cầm hơn hết cái tay, mình gãi cái tay. Tôi sẽ lấy ra thì cái lạnh nó làm tái hết cái mặt của da và những cái chỗ mà đang mà cái lạnh nó trực tiếp đó, nó sẽ thấy nó co lại nó nè. Ok, bây giờ em dỡ 2 cái cục đá lên. Rồi, mọi người thấy là cái tay nó, mọi người thấy nó màu gì? Màu đỏ rực á. Tại khi lạnh lên á, nó làm cho co hết mấy cái mạch máu, nhưng mà đồng thời nó làm cho những mạch máu được là hoạt huyết lưu thông hết. Và bây giờ em bóp tay của em thấy dễ chịu không? Nghe thích lắm nha. Không có cứng như khô lắm kia. Khi á, mà mình làm lạnh như vậy mà nó lại không có cái cảm giác khô cứng, mà cảm thấy rất là dễ chịu. Tại vì á, là khi cái lạnh mà của trong cái nhiệt độ từ 5 tới 15 độ C á, thì nó làm khô lạnh cái này hết. Và cái này cổ chườm đá nóng ở vùng gan và chườm lạnh ở cái này á, thì chỉ trong vòng tuần lễ là mấy cái này sạch hết rồi. Nhưng mà em phải chữa liên tục cho nó không bị tái lại nha. Rồi năm sau tôi vòng lại đây á, thăm luôn cái với 2 bàn tay thiệt là đẹp. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 79 2206, 0918 133 635. Chi tiết trên website www.thapchilientam.vn.